Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Bữa nay cho Giang xuất hiện bữa cả nhà, bữa giờ cũng hơi vắng, hơi lâu lâu rồi. Lâu lắm rồi cả nhà. Ngứa tay ngứa chân giờ làm gì không được. Bác sĩ chỉ định còn nghỉ ngơi chắc khoảng hơn tuần nữa đó cả nhà. Nhưng mà bữa nay là mình làm một bữa tiệc nho nhỏ nè. Chúc mừng ngày mẹ sinh Giang ra đời. Thằng có đi chợ mua hải sản này, xà lông, dợp, con mực này thì hôm bữa anh Đạt cho, còn con này là tôm sú. Chiều nay thì mấy anh em chú cháu sẽ xúm lại làm vài món để gia đình mình thưởng thức. Trước mắt thưởng thức, sau là mừng sinh nhật bé Giang hả? Bé Giang. Hôm nay là cho lên sóng bữa nay nè. Rồi bắt đầu mọi người ơi. Bắt đầu thôi. Tôm này mình làm món gì? Hôm nay mình sẽ là xào me. Tôm xào me. Còn mực. Mực mực là em quyết định đó, xào kiệu, tại em muốn mua kiệu. Có kiệu không? Giang nghĩ đi Giang ơi. Chừng nào ăn kêu xuống. Họ nó chốt đốt cái này lên là khói không á. Cứ lên trên đi. Cứ lên trên đi mà. Có chút đây nè. Có chút lo hết rồi. Vậy là bữa nay mình có mấy món ta? 4 món. 3 món. Hai cái kia nướng mà nướng hết, dợp với xào lông nướng hết luôn hả Đúc? Dợp xào lông hả? Ừ. Nhiều không? Hai cái này 3 kg. Nướng mớ hấp xả mớ hả? Cũng được. Thôi xào lông hấp xả đi ha. Còn dợp thì nướng mỡ hành. Khói lửa gì sao cho Giang ở đây được, kêu nó lên là đúng. Chiều nay là mình giống như là mình đổi gió vậy mọi người. Ăn hải sản, không có còn cá chuột nữa nha. Còn cá chuột ếch nữa nha. Ngán rồi. Bữa giờ ngán rồi. Mực, xào, bắp kiệu, sò lông hấp mỡ hành. Ơ lộn, gì? Sò lông nướng mỡ. Sò lông hấp xả. Dợp nướng mỡ hành. Chút chuẩn bị xả rồi kìa. Khẩu này bự quá. Xả này mình làm sao? Làm dẹp dẹp cắt khúc hay gì? Sắc làm như mà bào vô, sắc xéo 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 mỏng dài dài lại đi. Đừng có sắc nhuyễn quá. Có dao hai lưỡi kìa. Gần đâu à, ít thôi. Chai dầu hào của mình giống gần hết rồi ta. Hình như nó hết nữa rồi chứ. Hết không thông báo em chứ hả? Anh là xài dầu hào nhiều nhất chứ không ai trong nhà này xài dầu hào chứ. Bất tường. Rồi mình để đi chừng
kính thang. Thang được rồi kìa. Nước đây luôn ha. Nước đây luôn. Khoan, khoan. Thang giữ thằng nha trời. Thang cũ còn mà. Nãy này cái này nước mới thành phải không? Để mà thằng gì thì nước cái, nước mỡ hành đúng không? Ừ. Em có rửa hành sẵn rồi đó. Đóng chế lửa mà à, bạn. Đây là mỡ hành ở trên đây luôn được nè. Được. Lấy cái chảo nhỏ quyền thôi. Đây em lấy cho. Nó cho nó đi. Bắt luôn rồi anh. Đây. Ghê nó nóng không? Sôi luôn rồi kìa. Nóng phần khật luôn, mấy thằng đứng xa vậy mà còn cái nóng. Cho hàng ra thôi. Cái nó. Cái nó ốc nhiều. Và đây là đậu phộng. Vậy thế là xong. Rồi nước. Chú Út chắc nướng mà. Nướng. Nướng mà, ngày khô Út. Út nướng theo lắm. Nhiều chứ. Một ký rưỡi. Hơn ký rưỡi đó. Còn sầu xà lông hơn ký rưỡi. Còn này hơn ký rưỡi. Hai cái này đồng giá 50.000 ký. Rồi. Rồi. Không cho nước hả? Để chứ. Mình cho nước vô luôn. Rồi, bỏ xà lông lên trên đây. Này là hai cái nồi hấp mình mới mua nha cả nhà. Mới đầu tư luôn hả? Mới mua. Ê, nó có lộn cái con gì vô kìa nút. Xà lụa. Xà lụa mình hấp cũng giống nhau. Lên bếp là thôi, trong vòng khoảng cái này bữa nay thì mình sẽ làm chín sẵn hết đi rồi. Đấy mình đem lên bàn mình ăn thôi à. Mực rồi tôm nữa cũng vậy nữa. Rồi còn cái tôm, món tôm này, tôm này thì anh phải lên bếp anh xào luôn. Nó hả miệng rồi nè. Ê con, em thấy nó không được mập đi. Nó ốm vậy. Nãy lúc mua về ai đụng vô đầu tiên hả? Anh phải không? Hèn chi. Nhôm, ốm nhôm. Phải chút đụng cũng ốm luôn à. Chỉ có em đụng nhưng mập. Nãy kêu Cường tên Cúc vô đụng rồi. Ờ, nãy kêu anh Cường vô đụng rồi được. Anh mất đi sới à. Một hồi lúc ăn kia anh vô lúc chứ gì. Con này nữa nè. Dạ lon. Làm như có quạt gió nè, như cái tay bạn không nóng hả ta? Đó không? Rồi đi ta. Mình nướng hải sản là phải như vậy nè, cả nhà có đầu tư. Nè quạt gió cái tay không nóng. Kệ nó ba, cho nó chơi đi ba, kệ nó. Nóng kìa, không nóng à. Giờ là gần tới giai đoạn chín để mở hành rồi phải không? Đúng rồi. Giờ bẻ cái nó ra.
Trời, cái tay nó út công nhận nha. Chào ba. Ba đang làm gì vậy ba? Chào cả nhà. Giang nó đâu có uống được đâu mà ba bỏ chứ gì vậy? Giang uống không được rồi, đằng này anh em tao uống. Ờ, Giang đi lấy đồ nghề thêm nữa kìa. Lên đi khói không à. Lên trên đi. Rồi nha, 25 đến nha. Ừ. Công nhận để mà hành vô nó thơm. Ngon quá cả nhà ơi. Bỏ thì giờ có cái nào sót không ta? Này mắt thường nhìn thấy được mà. Thơm quá kìa, tao bỏ đậu phộng vô thơm quá kìa. Có thừa đậu phộng. Trời, xong một món. Quẹt con ai xào, xào tôm đi. Cảm ơn, xào nhiều. Hai nồi hả? Hai nồi luôn ba. Tại ông mua cái này sinh nhật Giang mà làm cho hoành tráng tí chưa? Không, mà bữa đâu có vịnh này mà nấu mà đâu có vịnh thì bữa này vịnh luôn ha. Nè, đó có người nè. Chảo lăn chảo đều luôn nè. Lý quá rồi. Đó, thấy chưa? Dữ. Không biết cái này nó đủ để chín không á nghe mọi người. Cũng gì nữa. Sò lông ba, cái đó sò lông hấp xả. Hai cái giống nhau. Nè, mình chá sao cho nhiều mà. Nếu không chín thì mình bắt lên biết ra. Thằng này nóng dữ dằn lắm đó, rồi kinh sôi rồi thấy chưa. Biết chín này mà chắc lâu. Cái này là đây me với anh để ít đường một ít nước mắm. Me đường nước mắm. Cẩn thận nóng nha. Để xuống dưới luôn đi ông ơi. Mình cho nó lẹ. Được không? Được không? Được. Nó lọt không kìa. Ê, kéo bên kia lên đi. Đó. Rồi. Rồi mắc dính luôn hoài luôn. Đổi. Đâu có dính đâu, gì nè. Nó đánh võng kìa. Ơi, chú dính chứ có gì đâu. Trời. Trời đưa xuống nóng dữ dằn ha. Cho tôm vào đi. Căng ốc nội này mùi có xấu đây rồi. Tao biết rồi, tao mới vịnh đi chứ. Dễ gì phải không ai mà vịnh vậy. Gì cười hoài á. Nó đầu đưa nè. Tận dụng được cái này thôi, hồi sầu một cũng lên bếp ga. Thôi kệ đi, lọt tới đâu. Hai bếp, sáu bạn rồi. Cái sò lông này chắc cũng nhanh. Rẻ lắm, sò lông rồi. Chú này chắc có hàng mua ha. 200 mấy ký không? 250. Đúng rồi, còn không lớn. Cho cái đất. Trong mấy con tôm hết nhất bạn tôm sú. Bạn nấu mà. Được thì anh làm đi chứ kêu út gì. Rồi. Mình mượn thằng bên là củi lửa à. Mượn cái này. Ừ, cái chảo là để hửi mùi thơm mà. Không, cái này vô còn cái. Wow, tôm chín rồi đó cả nhà ơi, mình tiếp tục cho cái phần sốt này vô đi. Tôm sắp me, tôm sầu me, tôm rang me. Quá tuyệt. Phải hấp dẫn cái món mè đó. Mình để chút xíu cho nó thấm me, cho nó thấm cho thịt. Thầm bếp hàng này nóng này được ngon lắm. Thấm từ từ. Thấm từ từ, từ từ, từ từ. Thấy chưa? Đúng bài. Thấy chú Út bé hàng kinh nghiệm vậy chưa? Hay quá quá. Vịnh 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 vậy chứ tự giờ cũng suy nghĩ. Ê, cái gì đó đó nó thơm quá nè. Ồ, nó sôi rồi. Sôi rồi kìa. Ok, ok, ok. Tại để nước nhiều hay vậy? Anh hạ lửa nó xuống rồi. Coi thử. Wow, thơm quá cả nhà ơi. Mình hấp lại kỹ. Để cho nó kỹ. Dạ, giá nhỏ nè, cái đó đó. Đại, chơi giá bự đi. Xong này là còn món nữa hả ta? Còn một xạo nữa. Ba làm gì ba? Nước chấm. Bữa nay sinh nhật của chuyên gia nước chấm. Ba của chuyên gia nước chấm làm nước chấm. Quá.
Được. Được nè anh ơi. Rồi, dạ. Dạ dĩa thôi. Nó cũng ra nước nhiều chứ ha. Thôi trời ta. Cái này cái nước sốt làm chấm với bánh mì vậy. Quá nồng rồi, quên rồi. Hả? Quá trời ơi. Ba ngồi đó, ba đứng dậy cẩn thận nha. Thấy rồi. Ăn sao có bữa không? Nồng. Ở cày dữ lắm mà. Tận dụng cái bếp than này tối đa luôn. Sao bếp đa năng chứ sao? Mình đã hoàn thành cái món hấp rồi nè. Tắt bếp đi ba. Tắt bếp. Này nó chín hết rồi nè cả nhà, nó nắp ra hết rồi. Thơm hay ba ha? Cực kỳ. Thơm luôn. Thơm quá. Đậu xay nha. Xay cái bếp. Xay theo cái hướng dần. Xuống nữa, nữa. Nữa luôn. Nữa, chút nữa. Rồi. Nhắc cái này xuống không? Không mình xảy đó, đúng. Cái này xong để cái chảo lên đi cho nó nóng. Mình tắt bếp đi. Rồi, để chảo giùm đi sao? Chảo sau đó. Lưng ba kìa. Dưa. Bỏ than rồi đó. Đó, để đi. Rồi. Lên khói rồi. Để qua coi ba làm nước chấm gì. Lạ chưa? Chấm gì ba? Muối ớt hả? Muối ớt chèn. Thấy ớt dữ rồi. Chốt không vui nữa. Im lắm rồi. Dạ hả? Trời ơi. Thôi khói không mà chứ. Nó nằm đợi chết nha. Giang nằm đợi chết nha. Tội nghiệp. Nó đợi lâu. Nó đợi lâu cũng chết luôn nha. Tại mắt của em một lần trước là đã có bị rồi, giờ bị nữa cho nên là phải cẩn thận. Bữa nay cho ăn ăn xong, bữa nay cũng phải nghỉ dưỡng. Kẹo trước. Anh chảy vô một phát một hả? Kẹo trước rồi mới tới mực. No. Kẹo này nhỏ nhỏ khỏi đập luôn. Cần hỗ trợ không bạn? Y như cũ. Dạ. Rồi tiếp tục luôn. Gì là chính là thưởng thức rồi ha. Nãy mình có ướp mực, mình có ướp rồi, giờ mình bỏ gia vị nữa không? Không cần. Mình phải tự tin. Em sợ nó không đủ quá, không đủ. Rồi. Không đủ lửa. Không đủ lửa rồi, lên bếp ga đi. Nhanh bếp ga nè. Cái này chín chưa? Chín rồi, tắt bếp nãy giờ rồi đó. Vậy hả? Ừ. Rồi vậy thì mình nhắc qua đây đi, tại nãy giờ tính đâu đồ sò chưa chín phải không? Sò chưa chín, không à. Vậy là bữa nay cái lò than nấu được 2 món rưỡi. 2 món rưỡi. Nửa món. Mực nấu được có nửa đường à. Dẹp luôn đi Út ơi. Dẹp lò luôn đi. Này cho gan dĩa bự luôn hả Út? Dĩa bự luôn. Hồi nãy anh Út sắc nè, chắc giờ xạo lên cho nó có bông đẹp. Khui cái sò lông của mình. Còn nóng ngực luôn. Wow. Trời, bữa nay hàng đi chợ cả nhà. Bữa nay là nhân dịp Giang được mẹ sinh ra đời. Thì bữa nay chị Hai sẽ tài trợ cho bữa tiệc này. Với lại cái bánh kem.
Đây giới thiệu lại món ăn của mình nha. Sò lông hấp xả. Hấp tấp thỉ nha mọi người, rất là ngon luôn. Còn cái này là dợp nướng mỡ hành. Dợp này nó hơi bị ốm rồi. Mực xào kẹo. Cho nó hát luôn nè mẹ. À cái gì? Lốt tôm. Tôm súp me. Tôm súp me. Cái bánh kem đây. Trời ơi, sao giống con chó mà có cái nơ. Cho cái. Cái quá vậy. Cái nơ. Trời. Rồi bữa tiệc nhỏ của gia đình mình cả nhà ơi. Có gọi cho anh Hùng với Dưỡng Sáu mà mọi người bận cho nên là không có xuống. Chào cả nhà. Tôm. Chào bà chú con. Nhìn 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 nó gọi kìa. Bình thường để ba để ba. Dạ giỏi. Đô, đô, chào bà cô chú. Chào bà cô chú kìa. Cô chú đi con. Trời ơi. Sinh nhật ba mà làm như sinh nhật mình vậy trời. Vui ghê luôn ạ. Nực ra đợi chút đi. Cái này mẹ đi, mẹ cầm đi, con kêu mẹ đưa ai mẹ đưa người đó nha. Ba đi. Rồi ba cầm đi. Ê ê ê ê ê không được à. Có cái túi tính bỏ vô túi. Bỏ vô đó luôn đi cho nó rộng. Cái này là sao người tại không? Chưa, từ từ. Khoan bây giờ để cho Giang hỏi nến cầu nguyện cái đi rồi tặng quà. Dạ. Ê chưa. Chưa đâu. Rồi chúc mừng sinh nhật Giang. Chúc Giang tuổi mới nhiều thành công, nhiều sức khỏe, chúc cho mắt mau khỏi. Để làm clip cho cả nhà xem. Rồi hát happy birthday chú vô cậu ba nè Tâm. Happy birthday. Happy birthday to you. Rồi hỏi nến, hỏi nến, hỏi nến cầu nguyện. Cầu nguyện rồi mới hỏi chứ đúng không? Cầu nguyện cũng được. Rồi cầu đi. Ê phang phang. Càng Tâm nó dành hỏi vậy. Quá vui rồi. Quá vui. Rồi. Dạ chị. Bữa nay sinh nhật của Giang, trước tiên cảm ơn chị Hai đã tài trợ cho cái bữa tiệc hôm nay. Với lại cảm ơn chú Út với anh Út đã làm mấy món ăn. Ba cũng làm nữa đó trời. Cảm ơn ba làm nước chấm không ạ. À? Tôm ngồi xuống cho cậu ba nói chuyện con. Ngồi xuống con. Và tiếp tục nữa là cảm ơn ba với mẹ đã sinh Giang ra. Đây đây trước khi bắt đầu bữa tiệc đây. Rồi mẹ có quà cho Giang nghe, mẹ đưa Giang 200 đô đi mẹ. Đây 200 đô. Đây là quà của anh Tuấn. Anh Tuấn gửi lời chúc mừng sinh nhật Giang. Dạ em cảm ơn anh Tuấn. 1 triệu nữa. 1 triệu của Giang của cậu. Cậu gửi lời chúc mừng sinh nhật. Cậu với anh Tuấn là chúc Giang sinh nhật vui vẻ với lại là mau khỏi, mắt mau hết. Dạ con cảm ơn cậu với lại anh Tuấn dạ, rồi còn lại nhiêu mẹ? Ba tờ không? À ba tờ này là cậu tặng cho chú Út, anh Nguyễn với lại ba, có anh Hùng nữa, là mỗi người 500.000. Ôi có chú Út hả? Cảm ơn anh nha. Dạ cậu thấy mọi người vất vả làm clip bắt cá rồi đó, bắt chuột rồi cực khổ thì mọi cậu nói chung là cổ ít lòng nhiều, cậu tặng để mọi người uống cà phê. Cảm ơn anh rất nhiều. Trời. Giờ nhậu không được thôi đi ra chai nước suối. Cho ra chai nước suối. Cười nhìn đâu kìa. Chúc mừng sinh nhật. Được nhiều sức khỏe nha. Chúc mừng ra lẽ hết bệnh đi làm nha. Thì bữa nay cho Giang tại vì cũng trễ một tuần rồi đó cả nhà. Cho nên đuổi con gùi chín bánh kem ra coi. Sinh nhật trễ một tuần rồi thì cũng cố gắng làm cho em nó cho nó vui. Tại vì người sinh nhật một năm thì chỉ có một lần thôi. Thì bữa nay rồi Giang sẽ tiếp tục vắng mặt thêm một số clip nữa nha cả nhà. Tại vì giờ chưa có hoạt động lại được, chưa có đi ra gió ra nắng được, với lại không có làm nặng dưỡng bệnh. Rồi mời cả nhà cùng hưởng thức bữa tiệc hải sản với gia đình Muôn Lúa Đồng Tháp.
mời ba mẹ, mời chú Út, mời anh Nguyễn, mời Giang, mời bà xã Giang với lại mấy đứa bé. Em đợi cái này xuống rồi bắt cái bánh kem dẹp vô đi. Dẹp vô giống luôn nha. Bây giờ mình cắt vô đi để hồi hồi camera tụt thu lại à. Không có gì đâu. Có con lần bia dặn lên. Dặn là kỹ lắm à. Ông Tạ ông đẻ gì lấy ra ông Tạ ông đẻ ơi. Cho nó kìa. Cái nĩa kìa con. Cái nĩa thử. Đừng có bóc. Tôm đừng bóc. Đừng. Lô nè. Giang cầm nước suối vô. Vô có 2 3 vô. Mời cả nhà luôn. Nè, con qua đây ngồi nè để cho Út ăn nha. Qua đây ngồi. Giờ thưởng thức món nào trước? Nướng trước đi mọi người. Mời cả nhà con dọp. Để chấm nước chấm tối không? Chan vô này mà. Con đất kìa. Trời ơi, con vàng đĩa nãy giờ nè. Con đất nó quất ngang con gì con gì. Đất ăn hươu cầu cổ. Chấm một miệng làm ngon quá. Hả? Nước chấm ba làm. Chồng làm cũng hay nữa chồng. Cái mình nói gì đó. Mời cậu với mà anh Tấn. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Mời cậu, cậu ơi. Mời anh Tấn luôn. Mời cả nhà một con sò nướng mỡ hành. Và mời ông anh. Hai anh luôn nha. Mời anh Tấn mà mời mực xào là đúng món của ông rồi đó. Đâu nè. Chừng đổ con. Ngoại đem hết bịch đó ra đây luôn đi ngoại. Hết bịch khăn ướt. Vô bà. Đừng uống nữa con. Giang bữa nay không được uống bia. Bữa nay Giang chưa uống được. Mình để cái này đâu lại không? Được ba để đi không sao đâu ba. Bỏ gì? Để có tổ không? Có tổ để vỏ không? Đây đây đi lấy cho. Đi nè. Gì sao vỏ này? Hai tổ nè, quên. Ở túi đi Út ơi, đúng rồi đó. Cái gì con? Mực ngon quá. Đau mày. Mình làm một con xào này coi. Mời cả nhà. Đau mày làm gì vậy? Hả? Có tôm vô lu bu quá, mấy em bé vô lu bu quá. Bữa nay đô ngoan nè, đô ngồi em ru à, còn anh hai tôm kỳ quá. Ngon quá, ngon quá. Mấy cái nẻ á. Thêm miếng thả. Nè gấp đi. Tôm kia hồ. Có ăn gì mà ngoài gấp cho. Mực, mực kìa. Mực này ông Út xào không có để tiêu nè. Không, không có xào, không có để. Không có gì cay. Đâu, 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 ba cho ăn này nè. Mẹ, mẹ, hình như là tôm muốn ăn con dập. Nó không ăn nãy mày lấy rồi, nó không ăn rồi. Lấy cái nĩa cho nó. Lấy xà lông thôi nó ăn không? Ngon không? Này con ăn cái này không? Này con, Diêm ăn đi. Đè đó. Cái con này nó sọt cái giò vô kìa. Con nào ba? Cái con này nè. Con nói con xà lông. Con này. Mình không biết thì mình không biết con gì, mình kêu con này. Xà lông hấp xả. Cực kỳ luôn. Món này còn mấy đây. Đây là tôm. Đừng nói. Dặn. Mời cả nhà nha. Bà xã Giang ẩm gì ăn được không? Dạ được. Giang, lọc tôm cho. Anh lọc không? Sẵn anh lọc. Sáu lọc tôm cho bả gì trời. Ăn gì ăn lọc. Mình thưởng thức mấy món. Gì vậy? Căng à, căng à. Gì vậy? Đầu to thì mình bạn ơi, mình bạn ơi. Tại 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 anh thấy câu cặp có đâu hết trơn còn hai đứa mình một cặp giờ cũng được vậy. Lâu anh Út làm. Quỷ Hà làm em hết hồn. Thì sao sao là trời ơi. Làm cho bả chứ. Không ngay không ngay lặn gì chân ánh. Hoài không khen nước chấm gì chứ mà con nghe nước chấm ngon sao rồi vô sao rồi chỉ dạ. Sao mà hai ba vô bữa nay mình vui ké sinh nhật Giang nha mọi người. Bé tôm này không ăn là lo xạo xạo rồi bé tôm. Đất nó nhìn làm gì nhìn ông nội dưới đất. Cái nước me này còn gì để nói nữa. Tôm giận bỏ đi thiệt rồi kìa. Ủa sao giận rồi? Không giận bánh kem giận. Hết lên là không có ai tự nó đi xuống à. Ủa ba tôm không lọt vỏ luôn hả? Lọt chứ. Mới quất phần đầu rồi. Ai xào món này ngon dữ trời. Tôm nào? Tôm. Tôm xào me, anh Nguyễn. Clip đi. Mời cả nhà một con tôm xào me của Út Nguyễn.
Đồ bữa nay ngoan dữ ta. Chở ta. Ăn nữa không? Đồ bữa nay sinh nhật ai đồ? Sinh nhật của ai con? Ba. Nó nhỏ nó lớn luôn rồi. Nói lớn lên của ai? Ta một họng nghe, nhà có khách rồi. Sinh nhật ai? Nhà đang có khách. Thấy không? Ba của ai? Ba của con. Ba của con tên gì? Tên ba. Tên Giang. Ừ. Nói lớn rồi, nói lớn rồi, nói lớn rồi, ma máy hay đó nha. Con của ai? Con của mẹ. Mẹ tên gì? Mẹ con tên gì mẹ? Bùi gì? Ta chỉ ra không có nói tên. Bùi thì mẹ. Chỉ mẹ chứ không có nói tên. Bùi thì mẹ đó là mẹ của cu đất đó. Mẹ cu đất đó. Mẹ cu đất đó. Ngon. Kéo qua thầy. Mày ăn giật mà đúng không? Mày làm cho đâu? Được. Bữa nay là đúng là hải sản hết hả mọi người? Đúng rồi. Một con tôm. Nào một con tôm đây. Ừ. Bữa nay mình trúng món mình rồi bạn ơi. Phải không? Hôm giờ mình ăn cá thầy ha. Cá với chuột. Bữa nay đổi món à. Ăn cảm hấp luôn. Ừ. Ngon quá. Chuốt làm cái nước sốt này là không ngon. Rồi liếm cái vỏ con tôm cũng ngon á. À. Cái này tôi ấy lắng bóng cho anh. Rất nước me rất luôn. Khỏi lọc cũng ngon hả? Cuối cùng. Ừ. Giờ là mấy có mấy em bé lu bu quá cả nhà, giờ nó chạy đâu trơn rồi, mình phải đi kiếm nó mới được. Xin kết thúc clip ở đây nha cả nhà. Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp cả nhà vào cái clip sau. Chào tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Mình phải ăn xong cái này rồi mới ăn bánh kem.